Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thùy Dương. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lũ gây ngập nhiều trường học, bệnh viện tại các tỉnh thành miền Trung. Đắk Lắk nổ tại trụ sở công an khiến cho 6 chiến sĩ thương vong. Tại cuộc họp nhanh vào sáng ngày hôm nay, đại diện lãnh đạo tỉnh này khẳng định vụ nổ không phải do khủng bố. Thực hư sản phụ tử vong bất thường sau khi mổ đẻ xảy ra tại Vĩnh Phúc. Thông tin quốc tế, thị trường Jakarta, Indonesia báng bổ kinh Koran đối diện với án 5 năm tù. Lốc xoáy càn quét phía Nam Ấn Độ khiến ít nhất 4 người chết. Thưa quý vị, từ hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều địa phương như Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, khiến giao thông ở nhiều nơi bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà bị ngập. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực Nam Trung Bộ, dự báo đợt mưa lớn này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 17 tháng 12. Tại thành phố Nha Trang, do lượng mưa từ đêm qua đổ về quá lớn khiến tuyến thoát lũ tại phường Vĩnh Hòa bị sạt lở một đoạn dài. Nước lũ và đất đá từ ta luy sạt lở đổ xuống làm 4 nhà dân và kho vật tư điện lực nằm ngay dưới chân núi bị sập. Nhiều nhà dân ở khu vực này bị ngập sâu. Ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng của phường và thành phố đã sơ tán một số hộ dân đến nhà văn hóa của phường để đảm bảo an toàn. Nhiều trường học ở khu vực phía bắc thành phố Nha Trang, học sinh phải nghỉ học. Nước cũng tràn vào một số bệnh viện. Tại huyện Khánh Vĩnh, mưa lớn làm nhiều tuyến đường ngập nặng. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Khánh Vĩnh đã cử lực lượng trực 24/24 canh gác tại những tuyến đường, cầu cống ngập sâu không cho người và phương tiện qua lại. Chỉ đạo cho các địa phương tổ chức di dời dân trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tại huyện Khánh Sơn, mưa kéo dài đã gây thiệt hại cho các công trình giao thông và cây trồng của người dân. Mưa cũng làm mực nước trung bình tại các hồ dâng lên khoảng 94% dung tích thiết kế. Tính đến 6 giờ sáng nay, 10 trên 19 hồ trên địa bàn tỉnh đã tiến hành điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp, thời tiết trên vùng biển Phú Yên rất xấu nên việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền được địa phương này ưu tiên. Còn ở trên đất liền, vùng ven sông, công tác di dời người dân đang tiến hành khẩn trương khi các thủy điện ồ ạt xả lũ. Theo trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, trưa nay địa phương này vẫn còn 155 phương tiện với 1.211 lao động đang hoạt động trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 142 phương tiện với 623 lao động hoạt động trên các vùng biển gần bờ, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Đáng lưu ý trong số này có 118 phương tiện được xác định nằm trong khu vực nguy hiểm, khu vực quần đảo Trường Sa, biển động rất mạnh, độ cao sóng đến 4 mét. Ngoài ra, các tàu thuyền về bờ cũng sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm ở khu vực cửa Đà Diễn, thành phố Tuy Hòa đang được ồ ạt xả nước. Tổng lưu lượng xả lũ của các thủy điện tại Phú Yên xuống hạ lưu sông Ba hiện đã lên 6.000 mét khối một giây. Trong đó, thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 4.500 mét khối một giây. Thủy điện sông Hinh xả lũ với lưu lượng 1.500 mét khối một giây. Với lưu lượng xả lũ này, cùng với các sông suối nhỏ đổ ra hạ lưu sông Ba, lưu lượng nước về cuối nguồn ước tính lên đến trên 8.000 mét khối trên giây. Mưa cộng với việc xả lũ các hồ thủy điện, tình hình ngập úng ở thành phố Tuy Hòa và các huyện lân cận như Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa đã bị ngập nặng. Điều lo lắng là triều cường đang ở mức cao nên nước rút sẽ chậm, tình hình ngập úng sẽ kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Hiện nay thì chúng tôi đang cập nhật cái tình hình lịch thủy triều để cùng với phối hợp với các với thủy điện sông Ba Hạ để xả lũ nó phù hợp với lúc mà triều xuống để và tránh và sẽ hãm nước ở lúc triều cường để đảm bảo là nó sẽ không tích tụ nước cùng lúc để làm cho dâng nước cho hạ du gây khó. Từ hôm nay, nhiều trường học trên địa bàn Phú Yên đã buộc phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, tránh các trường hợp gặp nạn khi đi qua các ngầm tràn thời điểm lũ về. Còn tại tỉnh Bình Định, tính cho đến chiều ngày hôm nay, nước lũ từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về huyện Tuy Phước, khiến cho nhiều khu dân cư tại địa phương này bị chia cắt. Cho đến đầu giờ chiều nay, nhiều địa phương ở hạ du các sông bị ngập lụt. Ở huyện Tuy Phước, có 4 xã bị lũ chia cắt là Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa. Đường tỉnh lộ 640 ở Tuy Phước bị ngập nước nhiều đoạn. Còn tại thành phố Quy Nhơn, các tuyến giao thông ở phường Bùi Thị Xuân bị ngập trong nước.
Tại thị xã An Nhơn, lũ gây ngập ở các phường Nhân Phong, Nhân An, Nhân Hạnh. Hiện tại, tất cả các hồ chứa thủy lợi ở Bình Định đều đầy, lũ tràn qua các hồ chứa về hạ du. Trong đó, đập dâng Văn Phong có lượng nước lũ tràn qua là 6.000 mét khối trên một giây. Trước tình hình mưa lũ như hiện nay, bà con nông dân không ngâm mẫu giống và không gieo xạ, kể cả trong 2 vụ và trong 3 vụ lúa trên năm. Từ nay đến hết đợt mưa này, dự báo đến ngày 20 tháng 12 năm 2016, và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến của thời tiết và sẽ xác định thời điểm xuống giống cho phù hợp. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 10 đến nay, Bình Định đã phải hứng chịu 4 đợt lũ. Mưa lũ đã làm 16 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương, tổng thiệt hại vật chất gần 800 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng thấp, sức gió cũng giảm xuống dưới cấp 6. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm những cơn mưa như chút nước ập xuống khu vực Nam Trung Bộ và gây ra một đợt mưa lũ mới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông nên ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận đã có mưa vừa mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Một số nơi mưa rất to như Bình Nghi, Bình Định 187mm, Nha Trang, Khánh Hòa 230mm. Không chỉ mưa mà dông lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng dễ xảy ra. Vùng ven biển Nam Bộ đề phòng chiều cường dâng cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Với đặc điểm địa hình dốc, sông ngắn nên mưa liên tiếp trong vòng 6 tiếng là lũ có thể xuất hiện, nên người dân cần đặc biệt theo dõi diễn biến thời tiết. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên cao. Thiên tai liên tiếp và dồn dập trong thời gian ngắn vừa qua đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tài sản tính mạng của người dân. Nếu không có đủ kỹ năng ứng phó cần thiết thì thiệt hại sẽ là rất lớn. Nhận thức được điều này, dự án tăng cường năng lực thể chế quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam không chỉ xây dựng các chính sách mà còn có những công cụ hỗ trợ, những cuốn tài liệu để hướng dẫn người dân ứng phó với từng loại hình thiên tai. Chiều nay, dự án này đã được Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các đối tác họp bàn tại Hà Nội. Hai cuốn tài liệu hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được xây dựng và trở thành tài liệu chính thức cho các cơ quan nhà nước trong việc phòng chống thiên tai. Ngoài ra, các kiến thức về thiên tai, cách thức nhận biết dấu hiệu, công tác ứng phó với từng loại hình thiên tai đều có chi tiết trong tài liệu để người dân có thể nắm vững và bảo vệ bản thân và gia đình. Dự án tập trung chủ yếu vào các xã nằm trong khu vực thường xuyên bị thiên tai, nơi hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đủ khả năng chống chịu, cộng đồng chưa có kinh nghiệm ứng phó. Tại hội nghị, các đại biểu trong nước và quốc tế đều khẳng định diễn biến thiên tai tại Việt Nam ngày càng khó lường và gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là trong năm 2016. Do vậy, bộ tài liệu này sẽ trở thành công cụ hữu ích để giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới. Sau khi va chạm trên biển, một tàu rời khỏi hiện trường trong khi tàu còn lại với 15 thuyền viên bị nước tràn vào, hoảng loạn yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã có mặt kịp thời cứu 15 thuyền viên và đưa về bờ an toàn trong sáng nay. Tàu cá NA 90144 với 15 thuyền viên do ông Hoàng Văn Luận sinh năm 1967, trú tại khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng. Khi đang đánh bắt hải sản trên biển đã va chạm với một tàu khác tại vị trí cách Hòn La 100 hải lý hướng về phía đông bắc. Sau khi va chạm, tàu NA 90144 bị nước tràn vào, các thuyền viên nỗ lực khống chế tình hình. Trước nguy cơ bị chìm, nhiều thuyền viên bị hoảng loạn. Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn, và chiều tối ngày hôm qua, tàu SAR 411 đã tiếp cận, 15 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra hiện tượng cá chết với số lượng lớn ở Hồ Tây và nhiều ao hồ khác, ngày hôm nay, UBND thành phố Hà Nội cho biết 4 nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Theo đó, nguyên nhân thứ nhất do hầu hết hồ của Hà Nội là hồ điều hòa, vẫn còn nước thải chảy vào gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước hồ. Thứ hai, do thời tiết thay đổi dẫn đến việc thiếu oxy trong nước, hàm lượng oxy hòa tan trong nước hồ thấp. Thứ ba, do ý thức của người dân vẫn xả thẳng rác thải và xả thải trái phép vào hồ. Thứ tư, do hiện tượng cho phép nuôi thả cá kinh doanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hồ. UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết đã kiểm tra lại mức độ ô nhiễm của các hồ trên địa bàn. Theo đó, thành phố hiện có 117 ao hồ, đa số bị ô nhiễm bởi nước thải, trầm tích và bùn đáy.
Thưa quý vị, Việt Nam có lượng phát thải khí nhà kính đứng thứ 31 trên thế giới. Đây là thông tin được Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong hội thảo Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng tăng trưởng xanh Việt Nam, được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu cho rằng cường độ phát thải khí nhà kính trên đầu người ở Việt Nam thấp hơn trung bình thế giới, nhưng cường độ phát thải trên một đơn vị GDP cao hơn trung bình thế giới. Kiểm kê khí nhà kính cho thấy nông nghiệp chiếm 43,1% tổng phát thải khí nhà kính. Các hoạt động nông nghiệp như canh tác lúa, sử dụng đất nông nghiệp, quản lý chất thải chăn nuôi, xử lý phụ phẩm nông nghiệp là những nguồn chủ yếu gây ra phát thải khí nhà kính. Hiện nay, Việt Nam chuẩn bị xây dựng dự án sẵn sàng cho thị trường carbon nhằm cung cấp những công cụ giúp giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc thử nghiệm với hai lĩnh vực là sản xuất thép và quản lý chất thải rắn. Thưa quý vị, trong những ngày này, nếu như ai đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ là vô cùng thích thú khi thành phố này có sự thay đổi về thời tiết. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm mưa rả rích kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, thời tiết se lạnh, người dân thành phố mặc áo ấm đi làm, đi học và thích thú xuống đường dạo phố. Đây có lẽ là hình ảnh hiếm thấy ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn trẻ ngồi co ro giữa trưa và chiếc áo ấm trở thành vật bất ly thân. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến Thành phố Hồ Chí Minh mưa rả rích kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối. Nhiệt độ xuống thấp ở mức 24 độ C. Thời tiết se lạnh, người dân thành phố thích thú mặc áo ấm đi làm và đi học. Bắt đầu từ hôm qua là em thấy nó mưa phùn rồi, mà thật sự là em thích cái thời tiết này hơn, tại vì nó không có nắng nóng nhiều như là bình thường. Với lại á, em là người giống như là Tết là em hay thích đi chơi Tết á, mà Tết thì em chỉ thích đi những chỗ lạnh thôi, nên thời tiết như vậy thì em thấy cũng tương đối là hợp với em. Nhiều người ví thời tiết thành phố như miền Bắc vào đông, tuy nhiên cái đông ở đây mát và dễ chịu hơn. Đã lâu lắm rồi, người dân thành phố mới được tận hưởng thời tiết mát mẻ như thế này. Ra thì em chưa bao giờ đi qua đến miền Bắc, nhưng mà nghe mọi người nói là ở ngoài đó thì cực kỳ lạnh, lúc mà lạnh đến mức mà họ không thể nào ra đường được. Và thật ra thì thời tiết ở Sài Gòn nó có vẻ lạnh nhưng mà nó dịu hơn. Nhưng mà em cảm thấy em rất thích vô cùng. Thời tiết này rất thích bởi vì là so với những tuần trước thì nó rất là nóng, cực kỳ nóng, và em nhiều khi đi học và cảm thấy rất mệt vì con đường nhà em rất là xa. Nhưng mà bây giờ thời tiết như này thì em rất là thích ra đường vì đây là dịp mà em có thể diện được đồ đông và có thể vui vẻ ra ngoài với các bạn. Em nghĩ đây là có cảm giác hơi lạ, tại vì trước đây Sài Gòn nó rất là nóng. Bây giờ chuyển qua cảm giác lạnh lạnh, em cảm thấy là thích thú. Tại vì nó cũng là cơ hội để cho giới trẻ cũng như người Sài Gòn được diện những bộ đồ đông. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Đến mai, người dân thành phố vẫn còn được tận hưởng không khí lạnh, khi nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ. Sáng nay 13 tháng 12, UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nơi lưu giữ vật chứng trong trụ sở công an tỉnh này vào tối ngày hôm qua, khiến cho 3 người tử vong. Cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không phải khủng bố hay phá hoại. Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ nổ làm 6 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong, trong đó 3 nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, gồm anh Phan Thế Trung, 30 tuổi, cán bộ phòng kỹ thuật hình sự, anh Ngô Quang Cường, 32 tuổi và anh Y Quyết Bơ Crông, 29 tuổi, đều công tác tại phòng cảnh sát môi trường. Ngoài ra có 3 người khác bị thương. Một trường hợp chấn thương sọ não đã chuyển xuống Thành phố Hồ Chí Minh và 2 người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Ngay sau khi xảy ra sự việc thì các lực lượng chức năng của công an tỉnh đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, không phải do khủng bố, phá hoại.
Đến sáng nay, hiện trường vẫn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, do tác động của vụ nổ, nhiều nhà dân bị hư hại như thủng mái tôn, sập tường. Trao đổi với VTC14, tiến sĩ Nguyễn Tiến Nghi, giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, không có nhiều thông tin tại hiện trường để có thể xác định chính xác nguyên nhân. Tuy nhiên, để có thể tạo ra vụ nổ thì hầu hết vật liệu nổ hay thuốc nổ phải có sự tác động của con người, ví dụ như sử dụng nguồn lửa, nguồn điện. Nếu như loại trừ sự tác động này thì có một số loại hợp chất gặp ẩm, nóng lên và tự phân hủy dần dần, đến điều kiện nhất định sẽ tự pha nổ. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, phức tạp nên trong chiều nay, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với các đơn vị liên quan của tỉnh Đắk Lắk để chỉ đạo thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ nổ. Thưa quý vị, vào đầu tháng 11 năm 2016 tại Yên Bái, một sản phụ sau khi nhập viện chờ sinh vài giờ thì có dấu hiệu thuyên tắc mạch ối. Mặc dù đã được chuyển lên tuyến trên cấp cứu, tuy nhiên thì cả sản phụ và thai nhi đều đã tử vong. Mới đây tại Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị Kha, 40 tuổi, cũng đã tử vong sau khi mổ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Bệnh viện này cho rằng sản phụ Kha tử vong do bị tắc mạch ối. Liên tiếp những trường hợp tử vong được cho là liên quan đến tắc mạch ối đã làm không ít người hoang mang. Nửa tháng sau cái chết của người vợ, anh Hưởng phải một mình lo toan cuộc sống. Vừa phụng dưỡng mẹ già gần 80 tuổi bị tai biến, anh lại thay vợ chăm sóc ba đứa con thơ. Có đứa vừa mới chào đời. Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016, chị Kha, vợ anh vào bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên làm thủ tục sinh mổ, nhưng không ai ngờ chị chẳng có cơ hội trở về. Tức là ốm đau từ ngày xưa chúng tôi lấy nhau đến giờ thì vợ tôi chưa bao giờ có cái trận nào là gọi ốm nặng ngoài cái độ suýt dứt đời. Và tại sao mà vợ tôi trong có 24 tiếng đồng hồ mà sức khỏe tốt dẫn đến cái chết. Cũng theo anh Hưởng, đến sáng ngày 20 tháng 11, các bác sĩ mổ đẻ thông báo con trai anh chào đời khỏe mạnh. Tuy nhiên, khoảng hơn một tiếng sau, anh lại nhận được tin dữ khi tình trạng sức khỏe của người vợ bất ổn và nhanh chóng chuyển đi bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Tuy nhiên, chị đã không qua khỏi và tử vong vào sáng ngày 22 tháng 11. Được biết, đây là lần sinh thứ tư của chị Kha và theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tất cả quá trình tiếp nhận và điều trị cho sản phụ này đều đúng quy trình. Chúng tôi cũng thấy có cái dấu hiệu gì là chúng tôi thực hiện sai sót so với quy trình. So sánh các kết quả của lâm sàng và diễn biến bệnh của bệnh nhân thì bệnh viện vẫn nghĩ nhiều đến cái bệnh cảnh của cái tắc mạch ối. Theo các tài liệu y học, tắc mạch ối là một biến chứng sản khoa rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Sản phụ trên 35 tuổi, đa ối, rau tiền đạo là những người có nguy cơ cao mắc phải biến chứng này. Lo ngại nhất, biến chứng này không thể đoán trước và cũng không thể dự phòng được. Tối cấp cứu trong sản khoa và tỷ lệ tử vong cao, không có triệu chứng để mình có thể đề phòng hoặc là có những cái dấu hiệu để nó báo cho mình sẽ có ở trên bệnh nhân này. Đấy là cái mà rất chi là khó cho chúng tôi. Chẳng biết do tắc mạch ối dẫn tới cái chết của người vợ hay còn những lý do nào khác. Nhưng đã nửa tháng nay, anh Hưởng vừa phải làm cha, vừa làm mẹ. Và con anh thì đang khát sữa. Liên quan đến vụ việc này, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc điều tra, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc và báo cáo về Bộ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thì rất khó và rất mất thời gian để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tác hại của thuốc lá đối với phụ nữ mang thai đã được biết đến rộng rãi trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thì các chuyên gia sản khoa của Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương mới đây đã đưa ra một cảnh báo về nguy cơ sảy thai khi thai phụ tiếp xúc với thuốc lá lậu. Bởi lẽ, trong một số loại thuốc lá lậu xuất hiện chất độc coumarin. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, trưởng khoa sản Bệnh viện Hùng Vương cho biết thông tin trên tại buổi hội thảo về sức khỏe thai phụ sáng nay. Theo đó thì rất nhiều độc chất có thể tác động đến sự phát triển của thai nhi hay gây ra tình trạng sảy thai. Trong số các chất độc hại có chất coumarin thuộc nhóm hóa chất nguy hiểm nằm trong danh mục các chất cấm sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế. Tuy nhiên, nó lại được tìm thấy trong thuốc lá nhập lậu chủ yếu từ biên giới Việt Nam-Campuchia như các loại Jet, Hero. Nếu thai phụ tiếp xúc với khói thuốc lá lậu chứa coumarin thì hoặc là tiếp xúc với độc chất này sẽ mang đến nguy cơ nghiêm trọng gây ra sảy thai. Được biết, coumarin từng được dùng để bào chế chống đông máu, dẫn xuất dùng làm thuốc diệt chuột. Khi tẩm vào thuốc lá lậu, nó lại mang lại mùi thơm.
Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng như Bộ Y tế Việt Nam đã cấm sử dụng bởi nguy cơ gây ra biến chứng đến gan, hệ thần kinh và tim mạch. Loang quang và muỗi đã và đang là mối quan tâm lo lắng của người dân và ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà nó mang theo đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết và virus Zika, vốn dĩ đã rất căng thẳng ở thành phố miền Nam nóng ẩm này. Nhiều biện pháp chế tài được đưa ra, trong đó có việc xử phạt hành chính để người dân có ý thức hơn. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết các địa phương đã xử lý được trên 70 trường hợp vì không diệt loang quang. Trung tâm Y tế dự phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết 74 trường hợp bị xử lý chủ yếu tập trung trong tháng 10 và tháng 11 năm 2016. Đó là thời điểm cả thành phố đang dồn lực chống dịch sốt xuất huyết và sự lây lan của virus Zika. Do đó, các gia đình thờ ơ, không có ý thức diệt muỗi, diệt loang quang bị địa phương kiên quyết xử lý. Phần lớn trường hợp bị phạt vì thải ra các vật dụng có thể làm nơi sinh sôi cho loang quang, muỗi phát triển đã được nhắc nhở mà không thực hiện. Tuy nhiên, mức phạt chỉ là từ 700.000 cho đến 1,5 triệu đồng, được cho là chưa đủ sức răn đe. Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2015 chỉ có 55 trường hợp bị xử phạt. Năm 2016 có 74 trường hợp, chứng tỏ việc xử lý vẫn còn hạn chế. Để khống chế sự lây lan của virus Zika và sốt xuất huyết, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tích cực phun xịt thuốc bằng cả hai cách là phun lạnh và phun khí mù nóng để diệt loang quang và muỗi một cách triệt để. Gần đây xuất hiện thông tin Việt Nam đứng top thứ 2 trên bản đồ thế giới về ung thư. Thực hư thông tin này như thế nào? Trao đổi với báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư cho rằng, việc công bố số liệu này đã khiến cho nhiều người nhầm tưởng Việt Nam đang đứng đầu về tỷ lệ ung thư. Theo ông Thuấn, việc xếp hạng vị trí các nước theo tỷ lệ tử vong ung thư được Tổ chức Y tế Thế giới chia làm 3 mức là vùng mắc cao, vùng mắc trung bình và vùng mắc thấp. Theo đó, Việt Nam thuộc nước có tỷ lệ ung thư vừa vượt qua nhóm thuộc vùng thấp chớm sang vùng trung bình của thế giới. Thực tế, so với thế giới, mức mắc ung thư ở Việt Nam chưa phải là cao. Ông Thuấn viện dẫn trên bản đồ ung thư thế giới, Việt Nam đứng vị trí thứ 78 trên 172 quốc gia và vùng lãnh thổ với tỷ lệ tử vong là 110 ca trên 100.000 dân, tương đương với Singapore là 108 trên 100.000 dân và Indonesia 106 trên 100.000 dân. Tuy nhiên, so với Lào, 129 trên 100.000 dân, Myanmar 118 trên 100.000, tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam thấp hơn và chỉ bằng 1/3, 1/2 so với các nước phát triển như Hàn Quốc hay Nhật Bản, những quốc gia thuộc vùng tử vong cao trên bản đồ ung thư thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ung thư vẫn là căn bệnh trở thành nỗi ám ảnh của những người dân Việt Nam. Những con số mắc và tử vong qua mỗi năm đủ để cho chúng ta thấy nỗi sợ hãi về căn bệnh này. Một trong những xu hướng mới đã và đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng đó là thải độc cơ thể trước tác nhân gây hại của môi trường, các độc tố để phòng ngừa bệnh tật, trong đó có ung thư. Đây cũng là nhận định được nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ung biếu trên thế giới và cả Việt Nam đưa ra trong hội thảo giải pháp đánh thức hệ thống thải độc phòng ngừa ung thư diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Cứ 3,5 phút trôi qua có một người mắc mới ung thư. Ung thư, căn bệnh đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của cả cộng đồng. Theo các chuyên gia ung biếu, độc tố từ môi trường, không khí ô nhiễm, thực phẩm bẩn, bảo vệ tế bào có mặt ở khắp nơi trên cơ thể. Vì vậy, để bảo vệ cơ thể khỏi sự tàn phá của độc tố, cần phải thải độc. Nhân mà gây ra từ thực phẩm dẫn đến chúng ta bị bệnh đấy là chúng ta ăn những cái thực phẩm mà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những cái thực phẩm mà bị ô nhiễm vi sinh vật, ô nhiễm hóa chất, rồi thì là hoặc là chúng ta lại cũng từ cái thực phẩm đấy nhưng chúng ta không biết cách chế biến, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta xào rán quá nhiều hoặc là chúng ta ăn cái đồ nướng quá nhiều, bệnh nướng quá lửa, thì đấy cũng là những cái nguyên nhân gây ra các cái độc tố sẽ sinh ra từ cái thực phẩm đấy vào trong cơ thể của mình, và nó tích tụ lâu dần thì nó sẽ gây ra các cái bệnh không những là bệnh ung thư mà còn là các cái bệnh mãn tính không lây như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh huyết áp. Cũng theo các chuyên gia, bình thường hệ thống thải độc cơ thể chỉ mới hoạt động khoảng 40% công suất. Trong khi độc tố thì ngày càng nhiều, nên việc thúc đẩy và kích hoạt hệ thống thải độc hoạt động tối đa. Một số phương pháp như bổ sung các chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt hoạt chất sulforaphan có trong hạt mầm bông cải xanh giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chất sinh học thì chúng ta phải kể đến đó là cái hoạt chất broccoli, mà đây là một cái chiết xuất mà người ta sản xuất với một công nghệ đặc biệt và
được chiết xuất từ cái gọi là mầm bông cải xanh, và với rất nhiều các cái nghiên cứu, hàng nghìn nghiên cứu khác nhau của các nhà khoa học đã khẳng định rằng Procorafanin đã có tác dụng bảo vệ tế bào, chống oxy hóa và có tác dụng ngăn ngừa ung biếu. Khi mà chúng ta có cơ thể có những dấu hiệu mà không được khỏe mạnh, ví dụ như trong cái lối sống của mình, ví dụ các bạn thấy là xuất hiện những cái mụn này, hay là da rẻ xanh xao này, hay là cơ thể mệt mỏi này, gầy yếu này, nhức đầu này, hay là khó ngủ, thì đấy lúc đấy chúng ta có những cái biểu hiện mà cần phải thải độc. Thải độc, do đó cái việc thải độc thì vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Để người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng phương pháp thải độc cơ thể, phòng ngừa ung thư, tập đoàn Frutarom Thụy Sĩ cũng đã chuyển giao độc quyền nguồn nguyên liệu quý được phát minh bởi các nhà khoa học của Đại học Y John Hopkins cho Việt Nam. Chuyển sang phần tin quốc tế. Khi các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đổ về San Francisco của Mỹ để tham dự hội nghị mùa thu hàng năm của Gel Fascicle Union vào hôm 12 tháng 12, đã có những lo ngại trong cộng đồng khoa học về những gì chính quyền của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump làm sẽ tác động lên những nghiên cứu khoa học và biến đổi khí hậu. Tổng thống mới đắc cử Donald Trump là một doanh nhân và cựu ngôi sao truyền hình thực tế. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã phát biểu rằng sự thay đổi khí hậu là một khái niệm do người Trung Quốc vẽ ra để gây thiệt hại sản xuất tại Hoa Kỳ, và ông sẽ từ bỏ thỏa thuận Paris, một nỗ lực đạt được dưới thời Tổng thống Barack Obama. Vâng, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đang chờ đợi để xem những gì sẽ xảy ra sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nắm quyền. Trước đó, ông Donald Trump đã đề cử người chỉ trích chính sách biến đổi khí hậu của Tổng thống Obama, Tổng trưởng lý Oklahoma Scott Pruitt, 48 tuổi, làm người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường. Việc bổ nhiệm ông Pruitt bị xem là cú giáng vào Đảng Dân Chủ và giới hoạt động môi trường. Trong khi đó, Hoàng tử Albert II của Monaco, người đã tham dự hội nghị AGU, cho biết ông hy vọng sẽ nói chuyện với Tổng thống đắc cử Trump về biến đổi khí hậu và các đại dương trên thế giới. Tôi hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện với ông Trump vào một lúc nào đó để cố gắng giúp ông ấy hiểu tầm quan trọng của môi trường hiện tại như thế nào, không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn là với các nước khác nữa. Mặc dù vậy, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump cũng đã có những sự thay đổi về quan điểm biến đổi khí hậu khi tuyên bố chưa quyết định có hay không rút Mỹ khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu. Vào ngày hôm nay, phiên tòa xét xử thị trưởng Jakarta, ông Basuki Tahaja Bunama, người bị cáo buộc bán bổ kinh Koran vào hồi tháng 9 đã bắt đầu. Nếu bị xử có tội, ông này có khả năng sẽ phải đối diện với mức án đến 5 năm tù. Hôm nay, Indonesia đã mở phiên tòa xét xử thị trưởng gốc Hoa Basuki Tahaja Bunama với tội danh phỉ báng kinh Koran. Đây được xem là phép thử cho đất nước có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Xuất hiện trước tòa với gương mặt đầy nước mắt, ông Bunama cho hay ông không cố tình xúc phạm cộng đồng Hồi giáo. Tôi rất buồn vì tôi đã bị buộc tội xúc phạm người Hồi giáo. Nó giống như việc nói rằng tôi khinh bỉ cha mẹ nuôi của tôi và các anh em mà tôi yêu quý vậy. Trước đó, ông Bunama cũng từng lên tiếng xin lỗi về bài phát biểu của mình, nhưng khẳng định mình không báng bổ kinh Koran mà chỉ trích những người sử dụng kinh Koran để tấn công mình. Trong lúc phiên tòa xét xử và được truyền hình trực tiếp, nhiều nhóm ủng hộ và chống đối ông Bunama cũng tụ tập bên ngoài nơi xét xử. Cảnh sát cũng được bố trí giữ trật tự cho nhóm này. Một cơn lốc xoáy có tên là Vada vừa tấn công bờ biển phía đông nam của Ấn Độ, khiến ít nhất 4 người tử vong. Buộc các nhà chức trách ở đây phải ra lệnh sơ tán hàng chục ngàn người ở các vùng trũng thấp và đóng cửa các trường học. Theo Reuters dẫn lời Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, cơn lốc xoáy Vada là cơn bão cực kỳ nghiêm trọng, gây mưa lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đến người dân khu vực. Nhiều chuyến bay tại sân bay Chennai đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ vì lý do an toàn. Vada sẽ suy yếu dần khi di chuyển về phía tây Ấn Độ, nhưng hiện tốc độ gió đã đạt đến khoảng 140 km một giờ, có thể kèm theo mưa lớn khi bão ập vào đất liền. Cho đến thời điểm hiện tại, hơn 23.000 người ở Tamil Nadu đã được chuyển đến các trung tâm cứu trợ, hơn 10.000 người từ hai huyện của Andhra Pradesh cũng đã được sơ tán. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Ấn Độ
NDMA cũng khuyến cáo ngư dân không được ra biển trong 36 giờ tiếp theo và kêu gọi người dân ở khu vực an toàn. Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát tại Los Angeles của Mỹ đã thực hiện một cuộc rượt đuổi trên đường cao tốc nhằm bắt giữ một nghi can trong vụ trộm xe hơi đang bỏ trốn. Tại đường cao tốc Highway Patrol ở California, các cảnh sát đã đuổi theo một chiếc xe về hướng nam đường cao tốc 405 mà họ nghi ngờ rằng đây là chiếc xe bị đánh cắp trong khu vực Compton. Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 90 phút trước khi nghi phạm bỏ lại chiếc xe Nissan Rogue đã đánh cắp và cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát nhưng đã bị hạ gục bằng súng bắn điện. Tuy không xảy ra thương vong nào, nhưng cuộc rượt đuổi cũng đã khiến cho giao thông tại đường cao tốc bị ảnh hưởng. Hiện, nghi phạm đã được đưa về trụ sở để điều tra. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.